Rồi xin chào cả nhà ha. Thì hôm nay là tiếp tục là Hoa Kiển Công Ty là đang đóng những kiện hàng là chuẩn bị gửi cho khách nha. Thì bên Hoa Kiển Công Ty là chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng cây công trình, cây đô thị, đặc biệt là các loại cỏ thảm ha, như là cỏ nhung nhật nè, cỏ lá rừng ta, cỏ lá rừng thái và cỏ xuyến chi nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu về cây kiển hoặc là cây cỏ thì cứ liên hệ qua số hotline là 0918 708 965. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mình nha anh chị.